Mình bị kẹt trên một lốc kinh dị trong Minecraft, và nếu đập lốc càng nhiều thì mình không chỉ nhận được những món đồ bị ám mà còn mở khóa được những cái hòn đảo của những con quái vật kinh dị, và mình sẽ phải đánh bại nó để có thể quay trở về mặt đất. Liệu mình có thành công? Ồ, các bạn có thể thấy chúng ta đang ở trên một cái block, con mắt nó đang di chuyển kìa các bạn. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau đập. Ồ, quay quá kìa, ấn chuột phải nó ra cái gì thế này? Chúng ta cần phải bỏ cái gì đó vào đây à? Nhưng mà nếu chúng ta đập nó thì sao? Ồ, nó rơi ra cái gì kìa? Ê, nó có rơi ra đồ các bạn ạ. À, và nó là những cái bông hoa quy thờ. Ồ, yeah, chúng ta phải cần có một cái gì đó để bỏ vào chỗ này. Nhưng mà mình chưa biết nó là gì. Ui, cái block lại bay ra ngoài rồi. Ok, chúng ta có được một cái block rồi. An toàn. Lại những cái block nó lại bay ra ngoài tiếp. Trời ơi, khó quá vậy. Wow, nhưng mà đúng là những cái block kinh dị các bạn ạ. À, chúng ta có một miếng thịt, nó gọi là flesh legging, là một cái quần được làm từ thịt đó các bạn. Eo, ghê quá vậy. Ta dùng một ổ cái gì đấy. Ô không. Ta dùng rất nhiều thứ rồi. Ôi, không ổn. Ok, chúng ta cần phải chặn cái này lại cái đã. Và để coi nào. Mình muốn có những món đồ cần thiết. Ủa, cái gì đây? Cái quả cầu gai. Oh yeah, chúng ta có thể cầm nó vứt được các bạn ạ. Ok, cũng hơi ghê đấy. Cái gì nữa nè? Một cái cúp có hiệu suất 4, đập xuyên qua block. Ok, nhìn một cái cúp nhìn rất chi là tử thần nha các bạn. Bây giờ mình cần thêm block nữa. Tuyệt vời, chúng ta có một block đặt đây rồi. Vậy thì sẽ rất khó để có thể những cái món đồ này rơi xuống. Và đằng kia là một cục lucky block. Oh yeah, nó vẫn có thể rơi xuống được. Quá là đen cho mình. Chúng ta cần phải làm cho cái hòn đảo của chúng ta được nới rộng thêm cái đã. Và đây rồi, chúng ta có một đôi giày. Oh yeah, cảm ơn ạ. Và đôi giày này được làm được thịt nữa. Ok. Ê, đây rồi, chúng ta có cái gì đây? Một cái lưỡi hái các bạn à. Chiến đấu cái chết với cái chết. Ồ, khoan hó, cái gì ạ? Nghe cũng hơi ghê nha. Còn cái này sao? Nó rơi cho mình cái gì nè? Con mắt có thể sử dụng vô hạn. Ồ, ok, mình có sử dụng con mắt này vô hạn các bạn ạ. À, ngon. Còn rất là nhiều những cái block có thể đang rơi ra ngoài. Và dẹp nó lại bay ra ngoài tiếp rồi. Khá là đen cho mình đó chứ. Rồi, ok, chúng ta cần phải làm cho cái hòn đảo này chắc chắn cho nên bự hơn cái đã nào. Ồ, còn cái gì nữa đây? Một block phantom sẽ biến mất ở trong bóng đêm. Cái quái gì vậy? Oh my god, ok. Oh, mình có thể đặt nó xuống được. Ôi, cái gì xảy ra đây? Mình muốn có những thứ gì đó xịn sò xuất hiện nữa. Oh, đây rồi, chúng ta có gì đây? Cái gì có thể đi sai lầm ở đây? Ok, có khi đập nó sẽ lập cái ý tưởng rất là tồi đấy. Ý nó là như vậy, nhưng mà muốn sao? Wow, cái gì đây? Yo, oh my god. Wait, cái gì đây? What? Oh yeah, ok. Nó cũng hơi đáng sợ đấy, hơi đáng sợ một chút đó các bạn. Nhưng mà có vẻ mọi thứ đã đi qua rồi. Liệu chúng ta có thể đập thêm một lần nữa không? Quay lại nó. Oh yeah, ui. Tạo rất là nhiều những cái tiếng động kinh dị ở trong Minecraft xuất hiện cùng lúc rồi nè. Ok, mình không thích trải nghiệm vừa rồi chút nào cả. Chúng ta cần đập thêm block nữa để có thể lấy hết những cái món đồ này và chặn chỗ này lại. Ok, liệu chúng ta có tìm được món đồ mới hay không đây? Ồ, cái này có rất là nhiều gỗ, tuyệt vời. Mình nghĩ là mình có thể đặt block được rồi đấy. Ồ, cái gì nữa đây? Mảnh linh hồn chuột phải để có thể bay được. Ồ, yeah, chuột phải. Năng lượng linh hồn, và khi mình sử dụng nó, mình có thể bay được. Ok, khi nó hết năng lượng. Melted mình đó rồi. Ok, điều đó cũng hơi đáng sợ đó các bạn ạ. Khá may mắn là chúng ta có một cái block gì đó ở đây. Chúng ta có thể sử dụng cái này làm một block cũng được. Hy vọng nó sẽ không biến mất gì. Ok, nó biến mất không đây? Oh yeah, nó biến mất. Ok, không sử dụng được nó. Tuyệt vời. Ê, chúng ta có thêm cái thứ hai nữa. Ngon. Rồi, tuyệt vời đấy. Cái hòn đảo của mình nghĩ là đã được mở rộng ra khá là to rồi. Vậy nên là chúng ta sẽ không sợ những cái món đồ mà rớt xuống đâu các bạn ơi. Oh, đây rồi, chúng ta có thêm một cái mũ nữa nè các bạn. Bây giờ còn thiếu một mảnh nữa. Chúng ta đã có được bộ giáp gì đó. Mong là khi có giáp thì một chuyện gì đó sẽ xảy ra nữa đấy. Mình đang tự hỏi với những cái món đồ này nó sẽ sử dụng bằng cách nào. Nó có thể ăn được block, mình nghĩ là như vậy. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Oh, đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái hòn đảo đằng kia. Ok, nó khá là xa đấy. Chúng ta có giáp rồi nè. Ngon lành. Mình nghĩ là chúng ta đầy đủ những cái dụng cụ đi qua được bên kia rồi. Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ rằng con mắt của chúng ta có thể quăng được tới chỗ bên bển. Chúng ta sẽ cần một mảnh của linh hồn hay một cách nào đó để mình có thể tạo ra được một cái đường dẫn mình qua bên kia. Nào, cho mình thêm một vài mảnh linh hồn cái nào, hoặc không thì sẽ rất là nhiều block. Ok, có khả năng sử dụng cái thứ hai nè các bạn ạ. Đó chính là thử đặt block đi qua bên kia vậy. Oh yeah. Nào, một chút thôi. Ok, lên được luôn. Và oh yeah, chúng ta tới nơi rồi. Cái lối vào nằm ở đâu quá nhỉ? À, đây rồi, lối vào ở ngay chỗ này. Mình đi vòng vòng ở đâu quá nhờ. Ở đây nhìn giống như một cái mansion trong phiên bản Minecraft bình thường. Ngoài chứ ở đây có vẻ không có những cái rương. Mình nghe tiếng ai đó. Ở đây có mấy cái con kia hả?
Ồ, nghe tiếng nha, nghe tiếng nha. Hình như mình không hề có đồ ăn thì phải. Ây da, điều đó sẽ rất là tệ. Ồ, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Ok, đây rồi. Một con hạ gục ra. Ồ, yeah. Trong đây sẽ có gì nào? Quầy đây còn tầng đi lên cao nữa sao? Ê, xin chào anh bạn, xin chào anh bạn, xin chào anh bạn. Ở đây có con... đây rồi, rồi. Chúng ta có thể đánh con này. Yeah, ok, chúng ta có được tô tầm. Ồ, ngon, ngon, ngon. Nào, ui, cái gì đây? Wait, what? Mình bị ám à? Oh my god, mình đánh được nó mà. Hero Pride quý thợ. Vì gì sẽ ra, vì gì sẽ ra. Oh, wait, wait. Đây con giùm ta, đây con giùm ta. Oh, không, oh, oh, oh. Ây da, ây da, ây da. Chúng ta cần phải chạy ra khỏi đây. Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Chạy xuống đây, chạy xuống đây, chạy xuống đây, chạy xuống đây. Mình đang bị ám rồi các bạn ạ. Mình bị điểm xấu và nó không tốt chút nào. Yo, oh my god, oh yeah. Rất nhiều con Vex. Ôi, một con đây nữa nè. Yo, ba bốn con đi nữa các bạn ạ. Không, 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 cầm tôm tôm lên, cầm tôm tôm lên, cầm tôm tôm lên. Bốn con lên, bốn con lên. Oh yeah, lấy lầm luôn, lầm. Chết đi đây, 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 chết đi đây. Ôi, hòn đảo này ảo quá. Yeah, ok. Chưa đánh hết được tụi nó rồi. Nó sẽ không bị chịu hồi nữa. Nhưng mà bây giờ rất nhiều con Vex đang tấn công mình. Ok. Chạy ra đây, 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 chạy lên. Chạy đi đây, 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 chạy đi đây. Mày ơi, mày ơi, mày ơi, ăn gai vào mặt đi. Oh my god. Chạy ra đây. Ai 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 ai, sắm chớp rồi ai ai. Mày hiểu ơi, mày hiểu ơi. Ok. Đánh được tụi nó, đánh được tụi nó. Oh yeah, hay rồi. Hồi máu hai, hồi máu hai, hồi máu hai nên rất là lâu. Rồi rồi rồi, chết đi này. Còn hai con nữa thôi. Ê, con bây giờ Hero Bright tự mất máu. Cái đầm, cái đầm, cái đầm. Ui dè, ui, có khi nào nó chính là cái con làm cho mình cái này không ta? Ê, nhưng mà như nó bị cháy các bạn ạ. Chính mình thân nó cũng đang bị mất máu kìa. Ok, quăng lên trên đây. Ok, quăng ở đây, quăng ở đây. Ô, đây rồi, rồi. Chúng ta gặp nó, chúng ta gặp nó. Ô, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Có gì đây đâu? Tình hình sấm sét của Hero Bright. Oh, wow. Chúng ta đã chiến thắng bằng cách nào vậy trời? Mình không ngờ chúng ta đã thắng được các bạn ạ. Chuột phải. Oh yeah, chuột phải nó sẽ ra sấm chớp. Ôi, mình đang có sức mạnh của Hero Bright à. Cũng hay đấy, cũng hay đấy. Cái hòn đảo này tự động cháy thôi các bạn ạ. Con lửa đã quá lớn rồi. Chúng ta nên đi về nhà để mà tìm thức ăn thôi các bạn ạ. Let's go, let's go, let's go. Quay về được rồi, bây giờ đập lóc để coi hy vọng nó sẽ ra được cái gì đó cho mình. Ê rồi, 6 miếng thịt bò. Ok, đây là những thứ có thể cứu sống mình. Oh yeah, an toàn rồi đấy. Mình nghĩ có khả năng cao là tí nữa mình sẽ phải đối đầu với những cái hòn đảo khác. Và đó chỉ là hòn đảo đầu tiên mà thôi. Oh, hòn đảo máu. Oh yeah, nó nằm bên kia các bạn ạ. Và có vẻ như nó chính là những cái block ở dưới địa ngục. Ok, cũng thú vị đấy, cũng thú vị đấy. Mình nghĩ là mình có đủ đồ và đủ block để có thể đặt qua bên kia được rồi. Để xem coi điều gì sẽ chờ mình ở hòn đảo đó đây. Chúng ta tới rồi các bạn ạ. Và bây giờ đã lúc đi vào rồi. Yo. Uầy, uầy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Một con quái vật đang kéo mình vô các bạn ạ. Chết mày nè con, ngon. Ơi, cái gì đây? Ui dồi ôi, chạy ra đây rồi. Không chạy ra được luôn sao? Giúp mình thoát ra khỏi đây đi nào. Ui yeah. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Ui, không đặt lóc được. Ui, ai? Lên mặt nước, lên mặt nước. Không, khó lên quá vậy. Chúng ta phải phá cái này đi, chúng ta phải phá cái này, chúng ta phải phá cái này đi. Nhanh lên. Ok, một cái. Woo. Chết bên này, chết bên này, chết bên này. Yeah. Phá nó, phá nó, phá nó, phá nó, phá nó, phá nó, phá nó. Oh my god. Oh yeah, ra được khỏi đây rồi, ra được khỏi đây rồi. Nào, 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 qua bên kia nào, qua bên kia nào. Yeah, ok, wait. Đầu Hero Bright. Oh, chúng ta lấy được cái đầu Hero Bright các bạn ạ. Chuột phải để bắn ra được laser. Ok, chúng ta phải bắn và giết tụi này được không? Mày ơi. Yeah. Ui. Không được, không được, không được, không được, không được, không được. Quăng lên, quăng lên, quăng lên, quăng lên. Ui xùi, ui xùi, ui. Phải có một cái gì đó hoặc là mình có thể đi gây sát thương được cái gì đó với con này. Oh yeah, mình đã được tụi nó mà. Có vẻ cái này chỉ vơi bị vô hiệu hóa nếu mình đang đi ở dưới nước thôi thì phải. Phá cái này luôn, phá cái này luôn. Long spawn, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Đằng kia cũng có một cái. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Khó gì sao, khó gì sao. Ui. Mày điên quá các bạn ạ. Mày ơi, chết mày là con. Ồ, cái tia này không bắn được dưới nước. Ai chà. Hèn gì nó khó như vậy các bạn ạ. Rồi, rồi, phá được cái này. Tuyệt, chết rồi. Còn ở đây nữa, còn ở đây nữa. Xong. Yes. Còn một cách nào đó mình đã nghĩ mình phá được cái đống này rồi đó các bạn ạ. Tuyệt vời. Và cái tia laser này có thể sẽ giúp mình đánh bại được cái gì đó đây. Chúng ta sẽ quay trở lại hòn đảo của mình để bây giờ có thể giúp mình thoát ra khỏi đây được hay không. Mình hơi sợ cái chỗ này rồi đấy. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lại lấy thêm nhiều block. Sau đó chúng ta sẽ chờ đợi hòn đảo tiếp theo nào. Ồ, hòn đảo bị ám đã mở khóa. Hòn đảo bị ám nữa đâu. Ồ, đã lúc chúng ta cần phải đi qua bên kia rồi đấy. Có vẻ như hòn đảo này hoàn toàn khác biệt với những hòn đảo còn lại các bạn ạ. À. Ừ, phải bay qua bên đây thôi nào. Chuyện gì sẽ xảy ra và cái gì sẽ có đây đây. Ồ, chúng ta tìm thấy con Warden ở dưới. Ê,
Mình ghép mấy con này, nó sẽ kéo mình xuống mất. Khi đánh con Warden mình cần phải đánh bại mấy con này cái đã. Ok, phá cái này luôn, tuyệt vời. Nào nào nào, trước khi đánh con Warden. Hay quá. Qua đây. Oh. Nào. Một cái lồng nữa, spot nữa. Con Warden đâu ta? Oh my god, con Warden đang ở dưới nước. Ok ok, mình có thể cầm cái này vào quăng xuống dưới cho tụi nó chết chứ không? Chúng ta có thể xài cái laser này để bắn nó được không? Oh yeah, được nha. Anh bạn à. Ui ui, nó kéo mình xuống. Ui. Yeah. Đến lúc mày trình diễn đi rồi. Oh yeah. Ui. Con Warden này kìa. Không ổn chút nào. Chúng ta đây, chữ laser được đâu. Ôi, thấy con nó kìa. Oh yeah. Làm mơ. Nói ra cái gì vậy nè? Wow. Cái món đồ gì đây? Vật phẩm 404. Vật phẩm không tìm được. Yo. Oh yeah, nó tự đổi thành những cái món đồ khác ở trong Minecraft các bạn ha. Bây giờ mình mang cái này về hòn đảo của mình thì sao nhỉ? Chúng ta cần phải cho cái hòn đảo của mình ăn một cái gì đó. Phải chăng đây chính là cái chìa khóa để giúp mình ra khỏi đây? Phải không vậy ta? Oh, cái gì vậy? Chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa. Yes. Chúng ta về lại Minecraft mặt đất rồi các bạn ạ. Let's go. Ok. Nếu các bạn thích clip này, đừng quên để cho video một like và một đăng ký. Ngoài ra, nếu các bạn muốn xem những cái video Minecraft một block nữa, thì ấn vào video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem. Bởi vì lần trước mình đã làm Minecraft nhưng mình đang sinh tồn trên một block siêu mạnh và những cái block đó cho mình rất là nhiều những cái vật phẩm rất là xịn. Vậy nên các bạn có thể ấn vào video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem. Nếu các bạn thích series một block nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video đó. Ấn vào đi nào.